Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2023 đến các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại trường Đại học Duy Tân. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, đồng thời kết nối và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, startup trên địa bàn. Trong khuôn khổ sự kiện có 3 hội thảo xây dựng Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa. Triển lãm các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ra mắt không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Seoul, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu sản phẩm doanh nghiệp khoa học công nghệ. Điểm mới của sự kiện SURF 2023 sẽ là tập trung chủ yếu cho hoạt động kết nối khởi nghiệp cho các trường đại học, kết nối cung cầu, kêu gọi các quỹ đầu tư, đẩy mạnh gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp.